Rồi, bữa nay mình qua sửa Cambridge Preliminary English Test, viết tắt là PET 5 ha các bạn, Test 4, Reading and Writing Part 1. Ok, look at the test in this question. What does it say? Mark A, B, or C on your answer sheet. Mình đọc cái mẫu thông tin ở bên tay trái, sau đó mình chọn cái khoanh cái dòng ha. Ok, chọn cái đáp án đúng ở mé bên tay phải mà sao cho nó phù hợp cái nghĩa bên đây. Ví dụ, nothing of value he left in the van at night. Tức là không có cái gì có giá trị để ở trong xe tải vào ban đêm hết. Nothing of value he left in this van at night. Như tương đương với ví dụ người ta cho rồi. Câu A ha, valuable objects are removed at night. Còn câu B, valuable should not be left in the van, thì cái ý nào có nói, tức là đồ giá trị thì không nên để lại xe tải. Thông tin này không có tương xứng với bên đây. This van is locked at night. Cái xe tải bị khóa vào ban đêm cũng không có nói. Rồi, ok, mình qua câu số 1, number 1. To be taken between meal at 6 hourly interval up to 3 times daily. Đó là có vẽ hình một cái chai thuốc ha. Và người ta ghi ở bên ngoài là cái chai thuốc này, to be taken là dùng passive ở đây nè, được uống ha, giữa những cái bữa ăn cách nhau 6 giờ và tối đa là không quá 3 lần một ngày. Như vậy thì cái thông tin này tương đương với đáp án bên đây là A ha các bạn, to wait 6 hours before having more of this medicine. Ok, vậy mình đánh vô ngay chỗ này là A. Rồi, còn B với C nó sai chỗ nào? Câu B nó sai ở chỗ là to take this medicine twice after meal. Ngay sau bữa ăn thì không có nói, mà người ta dùng ở giữa bữa ăn, between meal, chứ không có twice after meal. Như vậy nó sai ngay chỗ twice after này ha. Câu C nó sai chỗ nào? To use this medicine more than 3 times a day. Tức là cái sử dụng cái thuốc này hơn 3 lần một ngày thì nó bị sai. Ở đây người ta up to 3 times, chứ không có no more than 3 times. Ok, vậy đáp án của mình là A ha. Rồi, ok, mình qua câu số 2. Câu số 2 có một cái mẫu thông tin này là message. Mẹ ghi lại cho Louis, Susie Grant, the Photoshop has locked on her photo of your trip to Vienna. And she like copy of your mom. Chắc là mẹ nghe điện thoại dùm cho nên mẹ mới viết cái mẫu giấy này, gọi là cái miếng giấy như thế này là message nè. Thì con Susan này nó, Susie nó gọi điện thoại ha. Cái cửa hàng mà Photoshop á, đã làm mất tất cả cái hình của cô ấy về cái chuyến đi mà đi đến Vienna mà, và cô ấy muốn một cái bản copy của con. Ok, như vậy mẹ ký tên, mẹ ghi ở dưới này. Vậy what should Louis do? Louis ở đây là con của bà này ha. Take some new photo of Susie là sai ha. Bởi vì sao? Susie đã bị lạc mất hình rồi, cho nên không có cái ý nào mà nói tới new photo of Susie hết, là chụp thêm hình mới cho Susie hết. Câu B, give Susie some photo, đúng rồi, đưa cho Suzy một vài cái tấm hình, tức là để làm gì, để sao lại đó các bạn ha. Help Suzy find her photo, thông tin này cũng không có nói. Giúp Suzy tìm mấy cái hình của cô ấy, đâu có làm mất đâu, biết đường đâu kiếm, cái cửa hàng Photoshop làm mất mà. Rồi, thông tin số 3, basketball training là cái khóa huấn luyện về bóng rổ. Professional coach available for free book group 48 hour notice required. Một cái huấn luyện viên, coach này nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là xe đò, xe khách. Nghĩa thứ hai là huấn luyện viên. Thì trong trường hợp này bị gì, mình đang nói tới môn bóng rổ, cho nên cái này nó sẽ là huấn luyện viên. Một huấn luyện viên chuyên nghiệp ha, sẽ có sẵn cho những cái nhóm mà đặt trước, booked là đặt. Pre ở đây là tiếp đầu ngữ, nó mang ý nghĩa là trước ha. Thì như vậy cái nhóm mà đặt trước ít nhất là thông báo 48 giờ. Như vậy tương đương với bên đây là basketball player are only allowed to practice here if accompanied by a professional coach. Những cái người mà chơi bóng rổ thì chỉ cho phép chơi ở đây, thực hành ở đây, nếu mà cùng với một cái huấn luyện viên chuyên nghiệp. Cái thông tin này không có nói ha các bạn, không có nói tương xứng với bên này. Câu B, basketball training for troop e cancel until further notice, thì cái thông tin này cũng sai luôn. Không có nói cái gì mà tới chịu cancel hết. Còn ở trên đây thì không có nói cái gì mà if accompany by hết. Vậy chỉ còn câu C, chưa đọc với câu C luôn. A basketball coach is available if a booking is made far enough in advance. Là một cái huấn luyện viên bóng rổ thì sẽ sẵn sàng, tức là có sẵn phục vụ bạn, nếu mà cái việc đặt trước này được thực hiện
far enough in advance là đủ lâu, ít nhất ở đây người ta thông báo là ít nhất là phải 48 giờ thì ta mới sắp xếp được. Vậy mình chọn là đáp án là C. Rồi, qua tiếp câu số 4 ha. We staying at the Plaza Hotel. Chúng tôi đang ở khách sạn Plaza. It's not the hotel we wanted, but it doesn't matter because this one is nearer the beach and I'm spending all my time there. Sabrina. Sabrina viết ở cái này là một cái mẫu postcard ha. Chúng tôi thì đang ở khách sạn Plaza. Nó không phải là khách sạn mà chúng tôi muốn, nhưng mà cũng không thành vấn đề bởi vì cái khách sạn này, one này là thế cho hotel, thì nó gần biển hơn và tôi trải qua toàn bộ thời gian ở đó. Ở đó có nghĩa là ở dưới biển á. Ở đó có thể là ở khách sạn này không chừng. Rồi, how does Sabrina feel about the Plaza Hotel? Là Sabrina cảm thấy như thế nào về cái khách sạn Plaza này? She disappointed with this. Nó bị sai ha. Cô ấy không có disappointed mà cô ấy nói gì, mặc dù cái này nó không có phải là khách sạn mà cô ấy muốn, nhưng mà it doesn't matter. She wishes it were nearer the beach. Không tin này bị sai. Không có nói cái vụ mà nearer the beach, tức là cô ấy ước là nó gần biển hơn. Khách sạn này quá gần biển luôn. Nearer the beach nè. This one is nearer the beach. Khách sạn này bản thân nó đã gần biển rồi, cho nên chỉ còn lại đáp án là câu C. She thinks it has an advantage. Cô ấy nghĩ nó có một cái lợi thế. Lợi thế là gì? Là nó gần biển hơn á. Và cô ấy đã trải qua toàn bộ thời gian của mình ở đó. Ở khách sạn này, cô này là người thích tắm biển, cho nên có thể ở khách sạn này để đi tắm biển không chừng. Charlton Theatre. Rồi, rạp nhà hát Charlton. Book early for Swan Lake to avoid disappointment as this is a popular show. Hãy đặt vé sớm ha, cho cái vở kịch. Cái này là Hồ Thiên Nga. Bạn nhìn thấy hai cái hình này nó hơi mờ, nhưng mà cái này là một cái vở kịch rất là nổi tiếng. Cái vở kịch mà múa ba lê chứ, nổi tiếng là Hồ Thiên Nga. Rồi, để tránh cái việc thất vọng, bởi vì sao? This is a popular show. Đây là một cái buổi diễn rất là phổ biến ha các bạn. Như vậy là we regret that there are no tickets left for the early performance of Swan Lake. Chúng tôi rất tiếc rằng không còn vé cho cái buổi diễn sớm của cái buổi diễn Hồ Thiên Nga. Thì cái thông tin này sai. Thông tin này người ta còn vé, người ta mới kêu mình book sớm ha. There are no tickets là không đúng. If you want to see Swan Lake, buy your ticket as soon as possible. Đúng rồi. Nếu mà bạn muốn xem cái vở kịch này thì bạn nên mua vé sớm, bởi vì nó rất là phổ biến ha. Cho nên đừng có cảm thấy thất vọng nếu mà mua trễ là hết vé. Swan Lake is unfortunately cancelled. Cái vở kịch này thật là không may mắn là nó bị cancel tới đây, đủ bỏ rồi. Due to disappointing ticket sale. Dựa vào cái doanh số bán vé rất là thất vọng. Cái số vé mà bán ra thất vọng thì cái này nó không có luôn. Không đúng. Rồi, xong ha. Xong part 1. Rồi, mình qua part 2 ha. Question 6 to 10. The people below on want to buy an audio book, a book recorded on CD. On the opposite page, there are the description of a CD. Rồi, decide which CD would be the most suitable for the following people. Tức là những cái người bên trái thì họ muốn mua một cái audiobook, là một cái dạng sách mà được ghi âm ở trên đĩa CD. Ở trên trang đối diện thì mình có mô tả của 8 cái đĩa CD ha. Rồi, quyết định xem là cái CD nào thì nó phù hợp với người nào. Dạng quá quen ha. Ok, câu số 6. David enjoys spending time in the countryside, explore different locations and learning about the past, their past. He would enjoy listening to the description of somewhere that he could visit afterward. David thì thích trải qua thời gian ở miền quê là cái thứ nhất ha các bạn. Rồi, khám phá nhiều cái nơi khác nhau và học về quá khứ. Anh ấy thì thích nghe cái gì đây? Một cái mô tả về một cái nơi nào đó mà anh ấy có thể đi thăm sau này. Ok, he could visit afterward. Câu số 7. Emily enjoys classical music and drama and interested in history. Emily thì thích classical music là nhạc cổ điển và kịch nghệ và quan tâm đến lịch sử luôn. Thôi nhiều thứ quá. He would like to listen to a series CD that will give information about particular periods of history. Anh ấy thích nghe một cái đĩa CD mà nghiêm túc, tức là một cuốn sách nghiêm túc về mà nó có thể cung cấp cái thông tin về một cái giai đoạn lịch sử cụ thể nào đó. Rồi câu số 8 là Sapelli have to write a lot for her job.
À, tức là cô này là tài xế rồi. She's looking for some amusing fiction to listen to in the car. Unlike a story that lasts a long time. Tức là cô ấy đang tìm kiếm một cái tiểu thuyết mà nó vui ha, và nghe để nghe trong xe hơi, và muốn một cái câu chuyện mà nó kéo rất là dài. Rồi câu số 9, Oma is studying literature at university. Oma thì học văn chương ở tại trường đại học. He particularly interested in modern poetry. Anh ấy thì đặc biệt là quan tâm đến thơ văn hiện đại, thơ hiện đại. Would like to hear some poem he know well being read aloud. Tức là anh ấy thích nghe một vài cái bài thơ mà anh ấy biết và được đọc lớn lên ha. Ok, tiếp tục. Tamsin's favorite novel takes place in the past. Tức là cái sở thích, cái cuốn tiểu thuyết yêu thích của Tamsin thì nó sẽ diễn ra trong quá khứ. Tức là cổ khoái đọc về quá khứ. She likes exciting story that move fast. Cô ta thích những cái câu chuyện mà nó thú vị ha, nhưng mà nó phải diễn ra, diễn biến nhanh. She likes CD that easy to listen and doesn't last long. Tức là thích một cái chuyện, một cái đĩa CD mà nó dễ nghe. À, đồng thời nó phải không có được kéo dài quá. Ok, vậy là mình sẽ chạy, mình vừa đọc và gạch đích 5 cái nhân vật từ 6 tới 10 ở bên tay trái. Rồi nhiệm vụ của mình là qua bên tay phải, rồi mình đọc và mình match nó lại. Thì câu số 6 nó không có hợp với cái ý nào hết, cho nên câu số thầy bỏ qua, thầy đọc qua câu số 7 ha. Là cái đĩa CD, tức là cuốn sách về nội dung Kern and Kellerton, Đầu Lâu và Xương. This recording about life in 11th century were originally a radio series. Cái ghi âm này là về một cái cuộc sống của thế kỷ thứ 11, và nó nguyên gốc là từ một cái loạt chuỗi phát thanh trên radio, tức là trên đài. In addition to the main text, some well-known musicians play instruments from the period, and some important documents and poetry of the time are read. Cái này mình đọc là are read chứ không phải are read by actor. Ok, rồi một vài cái nhạc sĩ nổi tiếng thì chơi nhạc cụ từ qua một cái giai đoạn nào đó, và một vài cái tài liệu quan trọng và những cái phần thơ của cái thời kỳ đó thì được đọc bởi diễn viên. Ok, vậy thì mình thấy nó có hợp với cái ý nào mà các bạn, nó hợp với cái ý của người số 7 ha các bạn. Ok, mình qua người số 7 hồi nãy là ở bên trên này. Cái anh này nè thì anh thích nhạc cổ điển, bên đây có nhạc cổ điển luôn, thích kịch nghệ và thích lịch sử, có đầy đủ các yếu tố hết. Anh muốn nghe một cái đĩa CD mà nghiêm túc và có thông tin về một cái giai đoạn lịch sử cụ thể. Thì như vậy, giai đoạn lịch sử cụ thể đây chính là Life in 11th Century ha, là cái giai đoạn lịch sử nè. Rồi có nhạc cụ luôn, rồi có gì nữa, nhạc musician play instrument nè, rồi có important document luôn, là cái những cái tài liệu quan trọng, và poetry of the time are read aloud by actor. Như vậy ngay chỗ này câu số 7 mình sẽ điền vô là 7B ha. Rồi ok, ngay qua bên đây mình điền vô câu số 7 này mình điền vô là B. Rồi tiếp tục qua câu số qua cái C, coming home. Jane Brown decided to take a look at house for sale near where she grew up. Jane Brown thì quyết định xem xét một cái căn nhà mà để bán ở gần nơi cô ta lớn lên. The beauty of the house and the scenery around it amazed her. Là cái cảnh đẹp của căn nhà và cái phong cảnh ở chung quanh nó thì làm cho cô ấy say đắm, mê mẩn ha. In this audiobook, she talked about local castle and ruin and give lots of historical information about the area. Ở trong cái cuốn sách audio này, tức là cái cuốn sách mà được ghi âm á, thì cô ấy sẽ nói về cái lâu đài ở địa phương và những cái tàn tích mà nó cung cấp rất là nhiều thông tin lịch sử về cái khu vực này. Rồi vậy mình thấy cái câu cái C này nè, coming home này, nó phù hợp với cái người nhân vật số 6 bên đây ha các bạn. Tức là cái anh David này ảnh thích ở miền quê nè, rồi cái mô tả một nơi nào đó mà ảnh có thể thăm sau này luôn. Rồi có về location learning about their past, tức là học về cái quá khứ, cái đời sống của họ. Như vậy mình đánh vô câu số 6 là C ha. Rồi qua đây câu số 6 mình đánh vô, mình gạch đích nè. Rồi
Đây có local castle ruin, ruin là tàn tích ha. Give lot of historical information là những cái thông tin mà mang tính lịch sử về cái vùng miền này. Thì khu vực này mai mốt ảnh có thể đi đến anh thăm. Rồi trong cuốn sách thì có mô tả cái nơi mà cô ấy lớn lên nè, cảnh đẹp của căn nhà và phong cảnh xung quanh thì thu hút cô ấy, tức là thu hút cái nhân vật ở trong truyện là phù hợp với sở thích anh này. Anh sống ở miền quê và học về cái learning about their past nè các bạn, learning about their past. Ok, rồi tiếp tục mình qua do cái ý D, cái cuốn sách thì Apple Tree nó không trả lời cho cái nào hết cho nên thầy bỏ qua ha. Mình qua câu E, chút xíu nhờ các bạn dịch cái đó. Rồi câu E, up the page, listening to poem is one of our most ancient traditional and many people still live. That is as important to listen to them and it is to read them. Ok, nghe những cái bài thơ là một trong những cái truyền thống cổ và nhiều người thì vẫn tin rằng nó thì rất là quan trọng, như là mình as important to listen to them as is to read them, tức là nghe nó thì cũng quan trọng như là chúng ta đọc nó. Here you can listen to some of the best poems from the 1980 to the present day. Ở đây thì chúng ta có thể nghe một vài những cái bài thơ hay nhất từ những năm 1980, thì mình gọi tắt là những năm 80 ha, cho đến cái ngày hay là ngày nay. This red audio book, if you are short of time, as nothing in this collection last very long. Đây là một cái quyển sách mà đọc mà nếu mà bạn không có thời gian á thì nothing in this collection last very long là không có cái gì ở trong cái bộ sưu tập này nó kéo dài hết, tức là dành cho mấy người không cần nhiều thời gian. Rồi vậy ở đây mình thấy có thơ và đọc thơ, nghe thơ thì nó phù hợp với cái người số 9 bên đây ha. Oman thì đang học văn chương ở trường đại học nè. Anh ấy đặc biệt quan tâm đến thơ hiện đại và nghe những cái bài thơ mà anh ấy biết được đọc lớn lên thành lời. Ok, vậy cái mà mình chọn cái mục E này nè là có người đọc thơ đó. Ok. Đây, nghe thơ thì cũng y one of our most ancient tradition là cái truyền thống mà lâu đời nhất của chúng ta ha, và nhiều người tin rằng thì nó cũng quan trọng, tức là nghe thơ thì cũng quan trọng như là đọc thơ. Và ở đây thì chúng ta có thể nghe, here you can listen to some of the best poem, có thể nghe một vài những cái bài thơ hay nhất từ năm 1980 cho đến ngày nay, tức là sẽ có bên đây là modern poetry ha. Rồi ok, vậy câu E này mình đánh vô là số 9. Rồi tiếp tục. Rồi mình qua câu F ha. Unlucky, cái tựa đề là không may mắn. When Mary Morton threw herself in the back of George Bennett's taxi, he fell instantly in love with her. Khi mà Mary Morton quăng, tức là khi mà cái cô này nè, cô ngồi đằng sau xe của cái anh George Bennett này, thì anh ấy ngay lập tức là yêu ngay liền. However, she already in love with someone else. Tuy nhiên cô ấy đã yêu một người khác. Event move quickly after that and the novel is very funny. Cái sự kiện thì nó trôi qua rất là nhanh sau đó và cái tiểu thuyết này thì nó rất là vui. You will need several hours for this audiobook, but it's great to listen to while you are busy with other chores. Bạn cần phải có nhiều giờ dành cho cái quyển sách nói này, nhưng mà rất là tuyệt vời để nghe trong khi bạn bận rộn với một cái công việc khác. Hồi nãy mình có một cái anh, cái ý số 8 á, là anh này nè, ảnh cô này chứ, ok phải không? Đúng rồi, cô cổ làm một cái nghề là gì, lái xe. Rồi cổ đang tìm một cái tiểu thuyết mà nó vui vẻ để nghe trong xe hơi và muốn cái câu chuyện này kéo dài, vậy thì đúng rồi, mình sẽ chọn cái một cái sách nói ép này nè là cho cái cô số 8 này các bạn. Rồi ok, qua bên đây mình sẽ đánh dấu vô là 8 là ép. Rồi nó thể hiện ở cái ý nè, thứ nhất là bạn cần gì đây? You need several hours ha, y chang như. Rồi trong khi làm việc khác, tức là trong khi lái xe. Rồi xuống dưới mình qua cái mục G là over the horizon. Ồ, bên kia đường chân trời. Tim fell in love at first sight with Lily when he met her on an 18th century prison ship. Prison ship tức là gì? Tim đã yêu ở ngay cái nhìn đầu tiên, at first sight ha, các bạn học nguyên cái cụm từ này, với lại Lily, khi mà anh ấy gặp cô ấy ở trên một cái tàu mà chở tù ở thế kỷ thứ 18, the ship sink là con tàu bị chìm,
he rescued her, anh ấy cứu cô ấy. Và they run away together, họ trốn chạy cùng với nhau. The action built throughout the story, những cái hành động thì được xây dựng thông qua câu chuyện này. Listener who enjoy historical adventure will love this book. This not serious fiction though, and it's on over pretty quickly. Cái người nghe thì những cái người mà thích nghe những cái chuyến phiêu lưu về lịch sử thì sẽ yêu thích cái cuốn sách này. Và cái này thì nó không phải là một cái tác phẩm mà nghiêm túc ha, một cái tiểu thuyết nghiêm túc, mà nó tất cả diễn ra rất là nhanh. Ok, vậy thì nó còn lại một cái nhân vật bên đây của mình là cái nhân vật số 10 nè. Cái cô này thì cổ thích cái tác phẩm mà nó take place in the past, là diễn ra trong quá khứ. Rồi cổ thích những cái câu chuyện exciting that move fast, mà nó câu chuyện nó rất là hấp dẫn ha, nó phấn khởi khích mà nó lại có cái chuyển động nhanh, tức là diễn ra một cách nhanh chóng. She would like CD that easy to listen, doesn't last too long, mà không có quá kéo dài. Thì bên đây thỏa mãn được tất cả những cái ý của cổ. Như vậy câu này mình sẽ đánh vô là 10. Ok, 10G ha các bạn. Rồi qua bên đây mình sẽ đánh vô 10 là G. Rồi đồng thời mình gạch đứt mấy cái ý mà nó match nè. Rồi ở đây mình có thế kỷ thứ 18 ha. Cái tàu chở tù ở thế kỷ thứ 18. Rồi những cái người mà thích những cái chuyến phiêu lưu lịch sử thì sẽ yêu cuốn sách này. Rồi nó không phải là tiểu thuyết mà nghiêm túc, mà tất cả những cái sự kiện này nó sẽ is on over pretty quickly. Thì bên đây doesn't last long, nó phù hợp ha. Ok, rồi xong vậy chút xíu miễn cái còn lại thì nhờ các bạn dịch. Rồi ok, mình tiếp tục qua part 3, ha, question 11 to 20. Look at these sentences below about Tanya Twitter, a professional diver. Read the text on the opposite base to decide if each sentence is correct or incorrect. Là mình nhìn vào những cái câu ở bên dưới về Tanya Twitter, một cái vận động viên mà lặn chuyên nghiệp, và đọc cái bài test ở trang đối diện, sau đó quyết định xem là mỗi cái câu này nó đúng hay là không đúng. Đúng thì đánh A, không đúng đánh B. Quá quen thuộc ha. Ok, number 11, câu 11. Tanya Twitter world record in 2003 were the deepest she had ever dived. Là cái kỷ lục thế giới của Tanya vào năm 2003 thì là sâu nhất mà cô ấy đã từng lặn. Vậy mình coi trong bài nó đúng hay không. Ok, cái tiêu đề Freediving in Caribbean là lặn tự do ở Caribbean, nó là cái môn gì đây? Tanya twist the hole for world record in freediving, the sport in which competitor reach extraordinary depth on only one breath of air. Tanya Twitter đã giữ 4 kỷ lục thế giới về cái môn lặn tự do, cái môn thể thao mà trong đó các cái đấu thủ phải đạt đến một cái độ sâu phi thường trong một cái lần thở thôi, tức là một hơi thở. Rồi mình đọc cái câu 11 hồi nãy, năm 2003 là từ khóa của câu 11 ha. Các bạn sẽ thấy năm 2003, Tanya Twitter made history when she became the first person to dive 120 meters into the ocean while holding her breath and come back up to the top without help. Ok, đọc tới đây thì mình chưa thấy là có sâu nhất hay không. Đọc tiếp nữa thì mình sẽ thấy nó bị sai ha. She has been deeper a year before, but on that occasion, she swam back up using a balloon. Rồi, năm 2003, Tanya Twitter đã làm nên lịch sử khi cô ấy trở thành cái người đầu tiên lặn với độ sâu là 120m ở dưới biển, ở dưới đại dương trong khi giữ hơi thở ha, và quay trở lại mặt nước mà không cần sự giúp đỡ. Cô ấy đã lặn sâu hơn một năm trước đó, nhưng ở trong cái dịp đó thì cô ấy đã bơi ngược lên mà sử dụng bong bóng. Như vậy người ta hỏi câu 11 là kỷ lục mà năm 2003 này nè là sâu nhất mà cô ấy đã từng thực hiện là bị sai hết các bạn. Ok, bởi vì trước đó, tức là năm 2002, là cô ấy đã từng lặn sâu hơn nữa. She has been deeper a year before, nhưng mà nó khác biệt là cô ấy khi mà quay lên á thì sẽ sử dụng, đã sử dụng một cái bong bóng khí để ghì lên hay gì đó. Rồi câu 12, there were other people in the water with Tanya during her record breaking dive. Có những cái người khác ở dưới nước với Tanya trong suốt cái quá trình mà lặn để phá vỡ cái kỷ lục của cô ấy. Vậy mình đọc tiếp thì tới cái dòng cuối cùng ở dưới này mình sẽ thấy a team of 14 safety divers at different depth
Watch the Dive. Có một cái đội mà có 14 cái người thợ lặn mà giữ an toàn. Như vậy cái này là thợ lặn chỉ để nhiệm vụ trong chừng thôi, để có sự cố gì là giống như cứu hộ vậy đó. Ở mỗi một cái độ sâu khác nhau, at different depth, watch the dive, để quan sát cái cuộc thi lặn đó. Tức là mình đọc phía trước này, mình sẽ thấy là cô ta giữ kỷ lục trong 3.5 phút nè. She have her breath for over 3.5 minutes, which made her the only female in any sport to break the world record of a man. Mà cái kỷ lục này nó làm cho cô ấy là cái người phụ nữ duy nhất ở trong cái môn thể thao này đã phá vỡ kỷ lục của đàn ông luôn ha, của người nam luôn. Và một cái đội mà 14 người thì ở những cái độ sâu khác nhau, có thể là họ đeo cái bình dưỡng khí hay gì đó, và họ đứng để trong chừng cho cái cuộc thi lặn này, cuộc lặn mà phá vỡ kỷ lục này. Như vậy câu 12 của mình sẽ là đúng ha các bạn, đúng không? Có nhiều người đó nè, ok, có những cái người khác ở dưới nước với thai nhà trong suốt cái quá trình mà cô ấy phá kỷ lục. Câu 13, thai nhà accept that free diving can be an extremely dangerous activity. Thai nhà chấp nhận rằng lặn tự do thì có thể là một cái hành động hoặc là hoạt động mà cực kỳ nguy hiểm. Thì cái này đối với người khác thôi, chứ còn đối với cô ấy là không phải. Bạn đọc cái dòng tiếp theo ha, ngay chỗ này, following spot nè. Đây, some people have complained that free diving is too dangerous sport, but Tanya doesn't agree. Một vài người thì phàn nàn rằng cái môn lặn tự do này thì quá nguy hiểm, là một cái môn thể thao mà quá nguy hiểm. Nhưng mà Tanya thì không có đồng ý. Như vậy đối với cô ấy thì lặn tự do không phải là nguy hiểm, không phải là môn thể thao cực kỳ nguy hiểm. Cho nên câu 13 của mình là sai ha. Ok, tiếp tục câu 14. Tanya training program depends on the event she prepared for. Tức là cái chương trình huấn luyện của Tanya phụ thuộc vào cái sự kiện mà cô ấy chuẩn bị để tham dự á. Thì ngay chỗ này mình sẽ đọc câu dòng đầu tiên, dòng đầu tiên của cái đoạn tiếp theo này. Most free diver concentrate on one or two type of event with thing the sport, but khúc sau này mới but. Whatever Tanya is training for, her practice timetable remains the same. Vậy thì câu 14 này nó sẽ bị tiếp tục sai nữa. Rồi mình dịch ngay chỗ này ha. Hầu hết những cái người mà thợ lặn tự do đó thì tập trung vào một hoặc là hai cái sự kiện của cái chương trình thể thao này trong cái môn thể thao. Nhưng mà Tanya thì huấn luyện cho cái gì? But whatever. Nhưng mà Tanya huấn luyện cho bất kỳ cái gì á, thì cái việc mà lịch thực tập của cô ấy, her practice timetable, là cái thời khóa biểu mà huấn luyện á, hoặc là thực tập, thì remain the same, thì cũng giống nhau thôi, nó không có khác. Câu 14 của mình thì nói là nó khác ha. Tanya training program phụ thuộc vào, depend on the event she prepare for. Vậy câu 14 này là sai. Rồi câu 15, most of Tanya training take place in the water, là hầu hết cái thời gian mà luyện tập của Tanya thì diễn ra ở dưới nước. Ok, mình đọc xuống dưới này mình sẽ thấy 2/3, dòng tiếp theo ha, 2/3 of the program is spent doing land-based training at gym, with the rest divided between the pool and the ocean. Như vậy là 2/3, 2 là 2/3. Cái này là cái cách mà các bạn viết cái số phân số ha. Số ở trên tức là cái tử số, mình sẽ đọc là số thứ tự. Nhưng mà cái mẫu số của mình thì lại là số ở trên, tức là tử số là số đếm, còn mẫu số là số thứ tự. Như vậy 2/3 là 2/3. Cái chương trình huấn luyện thì nó được thực hiện ở trên huấn luyện mà trên mặt đất ha. Land base là dựa trên mặt đất, at the gym ở tại phòng tập thể hình. Rồi cái thời gian còn lại, with the rest, là cái thời gian còn lại là 1/3 đó, thì mới được chia làm hai nữa, divided between the pool and the ocean, tức là phân nửa thì tập ở hồ bơi và phân nửa thì tập ở dưới đại dương. Như vậy thì tóm lại là cô ấy chỉ dành có 1/3 thời gian để ở dưới nước thôi. Và như vậy câu 15 của mình nó bị sai tiếp, bởi vì câu 15 nói là most of Tanya training take place in the water, không phải ha, có 1/3 thôi. Câu 16, Tanya is careful to limit the number of training dive she does in a month. Tức là Tanya rất là cẩn thận để giới hạn hoặc là hạn chế cái số lượng mà những cái lần lặn huấn luyện. Ở đây nè, bạn lấy cái danh từ
Đai, bạn dịch trước, training, bổ nghĩa cho nó ha. Lặn, huấn luyện mà cô ấy thực hiện trong một tháng. Thì mình đọc ngay chỗ có cái khúc mà lặn huấn luyện. Ok, phần gần cuối của cái đoạn này, dòng cuối nè. She aimed to do 14 dives over a 4-week period. Cô ấy nhắm đến thực hiện 14 cái cuộc lặn trong 4 tuần. 4-week là 4 tuần, period, một cái giai đoạn 4 tuần. With the rest, with a rest day between each diving day. Tức là với một cái ngày nghỉ xen giữa mỗi một cái ngày lặn. Tức là cứ ngày lặn, ngày nghỉ, ngày lặn, ngày nghỉ như vậy. Một tháng 30 ngày thì cô ta giới hạn là chỉ lặn có 14 lần thôi. It is essential that she doesn't get tired because that could ruin on the preparation. Nó rất là quan trọng bởi vì cô ấy không có bị mệt ha. Và bởi vì nó, nếu mà bị mệt thì sao? Nó sẽ phá hủy tất cả những cái sự chuẩn bị của cô ấy. Điều đó rất là quan trọng. Cho nên cái việc mà cô ấy, câu 16 giới hạn lại cái số lần lặn ở trong một tháng là đúng rồi. Ok, câu 16 đánh vô là A ha. Rồi mình gạch tích, mình đánh dấu ngay chỗ này là câu 16. Tiếp tục câu 17, coi người ta hỏi gì. Tanya spend more time helping environmental organization than appearing in advertisement. Tanya trải qua nhiều thời gian hơn để giúp đỡ các tổ chức về môi trường hơn là xuất hiện ở trong những cái mẫu quảng cáo. Thì mình sẽ đọc tới quảng cáo nó nằm ở dưới này. When Tanya is not preparing for an event, she makes frequent public appearance mainly to advertise sport product. Tới đây là đủ là để đánh cái câu 17 sai rồi. Nếu mà bạn muốn tiếp nữa thì bạn sẽ đọc tiếp một cái dòng này để mình thấy cái phần còn lại nè. She has also supported environmental organization, for example doing research project or making film. Khi mà Tanya không có chuẩn bị cho bất kỳ cái sự kiện nào thì cô ấy làm, tức là cô ấy xuất hiện dưới công chúng một cách thường xuyên, chủ yếu là quảng cáo cho những cái sản phẩm thể thao. Như vậy đâu phải xuất hiện nhiều để cho environmental organization đâu. Rồi cô ấy cũng hỗ trợ cho cái tổ chức về môi trường, ví dụ như là thực hiện các dự án nghiên cứu hoặc là làm phim. Như vậy không có cái thông tin là cô ấy trải qua dành nhiều thời gian cho cái tổ chức về môi trường nhiều hơn là quảng cáo ha. Cái này nó bị sai ha các bạn. Mà ngược lại là cô ấy xuất hiện mentally, ngay chỗ mentally to advertise sport product, có nghĩa là xuất hiện chủ yếu là cho quảng cáo sản phẩm thể thao. Vậy câu 17 mình đánh vô là B tiếp. Rồi qua đây mình đánh câu 17 ha. Rồi tiếp tục câu 18. Tanya interest in natural world started at an early age. Là Tanya thì quan tâm đến cái thế giới thiên nhiên bắt đầu từ cái tuổi rất là sớm. Như vậy hoặc là ngay chỗ này là cái sở thích của Tanya về cái thế giới tự nhiên bắt đầu vào cái tuổi rất là sớm. Bởi vì đây cái động từ chính của mình là started ha. Ở đây là nguyên một cái cụm này là danh từ của Tanya. Dịch lại ha. Bạn phải hiểu câu này bạn mới đánh được. Cái sở thích về cái thế giới tự nhiên của Tanya thì bắt đầu ở một cái lứa tuổi rất là sớm, tức là khi còn nhỏ đó. Vậy mình đọc cái dòng tiếp theo. Spending her childhood on Caribbean island of Grand Canyon, Cayman, she went swimming whenever she could, a long afternoon was spent exploring shark pool in order to watch the sea life. Vậy khi mà còn childhood nè, spending her childhood ở tại cái hòn đảo Caribbean của Grand Cayman này, thì cô ấy đã đi bơi khi mà cô ấy có thể, trải qua những buổi trưa dài để khám phá những cái bờ đá và nhằm xem những cái gì cuộc sống của biển, đời sống của biển. Vậy cô ấy bắt đầu sớm là đúng rồi. Ngay chỗ này mình đánh vô là 18. Ok, câu 18 mình đánh vô là A ha. Tiếp tục câu 19. Tanya has found that being famous has its advantage. Tanya phát hiện ra rằng cái việc mà trở nên nổi tiếng thì nó cũng có một cái ưu điểm. Ngay chỗ cái dòng này, because she well known in some country, she think people, ngay chỗ này là she think ha, people are prepared to listen to her when she talking about environmental issue. Ok, bởi vì cô ấy nổi tiếng ở một vài quốc gia cho nên cô ấy nghĩ rằng người ta sẽ sẵn sàng nghe khi mà cô ấy nói về cái vấn đề môi trường. Issue ở đây là issue là nó bằng problem hết các bạn.
rồi những cái vấn đề về môi trường. Như vậy có nghĩa là nổi tiếng thì nó cũng có một cái thuận lợi ha, đó là cái điều mà cô ấy nghĩ đó. Như vậy Tanya found that being famous is advantage là đúng. Rồi tiếp tục câu 20. Because she started free diving fairly late, Tanya feel her sport career may be short. Bởi vì cô ấy bắt đầu cái môn lặn tự do này khá là trễ, cho nên Tanya cảm thấy rằng cái sự nghiệp thể thao của cô ấy thì nó có thể là ngắn ngủi. Nhưng mà mình đọc nguyên cái đoạn cuối mình sẽ thấy nó bị sai nè. As for the future, đối với tương lai, Tanya who now in her 30, cái người mà bây giờ là 30 tuổi rồi, say she planned to keep breaking her own world record. Đã nói rằng cô ấy có kế hoạch để giữ cái việc mà phá vỡ kỷ lục của chính mình ha. As she didn't take up free diving until she was 25, Tanya is keen to stress that she doesn't intend to retire from the sport for many years to come. Và bởi vì cô ấy không có tham dự cái môn thể thao lặn tự do này mãi cho đến khi cô ấy 25 tuổi, thì Tanya rất là keen to stress. Stress ở đây là một cái động từ và mình một nghĩa của nó là nhấn mạnh chứ không phải là bị áp lực ha. Tanya thì thích nhấn mạnh rằng cô ấy không có dự định là nghỉ hưu từ cái môn thể thao này trong nhiều năm tới, nhiều năm tiếp theo. Như vậy thì cái sự nghiệp thể thao của cô ấy không có kết thúc ngắn bởi vì cô ấy tham gia trễ ha các bạn. Cái ý ngay chỗ đoạn cuối này nó là bị làm cho câu 20 mình là sai ha. Ok. Cô ấy tham gia freediving fairly late at the age of 25, 25 tuổi, và bây giờ thì cô ấy 30 và cô ấy đã được trong cái lĩnh vực này 5 năm rồi, nhưng cô ấy không có kế hoạch gì, luôn luôn nhấn mạnh là không có cái kế hoạch gì để mà nghỉ hưu sớm từ cái nghề nghiệp lặn này hết. Cho nên câu 20 này, because she started freediving fairly late, Tanya feel her sport career may be short, là sai. Ok. Rồi xong một cái part 3 của Test 4. Rồi mình qua part 4 ha, câu 21 tới câu 25 dạng multiple choice, mình học về Lido Strap, những cái đầu bếp nhỏ tuổi. For one group of children aged between 10 and 15, Saturday are spent learning the art of serious cooking. Their quickly lessons in small classes are so popular that there is a waiting list of 30 children who want to do the course. Parents pay £280 for the course where their children can have fun and learn how to make good food. Đối với một cái nhóm trẻ em từ 10 đến 15 tuổi thì thứ bảy là trải qua cái việc học một cái nghệ thuật nấu ăn nghiêm túc. Bài học hàng tuần của họ trong một cái lớp nhỏ thì phổ biến đến nỗi mà luôn có một cái danh sách 30 trẻ em, những cái người mà muốn tham dự cái khóa học. Cha mẹ phải trả £280 cho một cái khóa học nơi mà những đứa trẻ thì có niềm vui và học làm thế nào để nấu bữa ăn ngon. Class member Bill at 10 said, I love my mom cooking and now I can do it better than her. The teacher makes us laugh, especially when we sit down with them to share the food we made. Thành viên của lớp là Bill, 10 tuổi, nói, tôi thích cái món ăn của mẹ và bây giờ tôi có thể nấu ngon hơn là bà ấy. Giáo viên của chúng tôi làm cho chúng tôi cười, đặc biệt là khi mà chúng tôi ngồi xuống với họ và chia sẻ những cái thức ăn mà chúng tôi đã nấu với nhau. Flora is 12 and she having problem preparing onion. I love cooking. I did a meal for 10 friends which they truly enjoy. Then my mom suggested I take up a hobby instead of doing nothing at weekend. I was happy staying at home. So I wasn't too keen at first. I truly glad I decided to come though. Đối với Flora 12 tuổi thì cô ấy gặp vấn đề trong cái việc mà chuẩn bị hành. Tôi rất là yêu thích nấu ăn. Tôi đã nấu một cái bữa ăn cho 10 người bạn và bọn họ rất là thích. Mẹ đã đề nghị là tôi nên thực hiện một cái sở thích gì đó thay vì là không có làm gì vào cuối tuần. Tôi rất là vui ở nhà vào cuối tuần. Vì vậy thì ban đầu tôi không có thích, nhưng mà tôi thật sự vui vì tôi đã quyết định đến đây. Mặc dù là như vậy. Their teacher Philip said, it's really fun. Children pay attention and remember things better than adults. Although the kitchen isn't always as tidy when they are cooking, as adults, we are always learning more about food. If parents influence their children in cooking while they are young, they have enough skill to make food for themselves when they leave home. Okay, one day, huh? They leave home. Giáo viên của họ là Philip thì nói rằng
thật là tuyệt. Những đứa trẻ thì chú ý hơn và nhớ hơn là người lớn, mặc dù nhà bếp thì không luôn ngăn nắp khi mà chúng nó nấu ăn. Khi trưởng thành thì chúng nó luôn học nhiều hơn về thức ăn. Đó là khi mà trở thành người lớn thì chúng ta luôn học về nấu ăn. Nếu mà ba mẹ quan tâm đến cái việc nấu ăn, quan tâm đến con cái trong cái việc nấu ăn khi chúng còn nhỏ, thì chúng sẽ có đủ kỹ năng để nấu ăn cho bản thân khi mà chúng rời nhà. Rồi đó là cái nội dung của bài học, như bài đọc. Như vậy cái câu 21 này, What is the writer trying to do in the test, là tác giả cố gắng viết hoặc là làm cái gì trong bài test. A. Warn parents not to expect too much from their children. Tức là cảnh báo cha mẹ là không nên mong đợi quá nhiều vào lũ trẻ thì không có nói hết các bạn. Advertise school that teach people how to cook. Quảng cáo một cái trường mà nó dạy người ta nấu ăn. Thì cái ý có nói về một cái nhóm thôi chứ không có nói về cái trường, và không có cái ý nào là về cái việc mà quảng cáo hết. À, rồi describe how some children spend their spare time. Cái ý này đúng rồi. Mô tả một vài cái đứa trẻ mà nó trải qua cái thời gian rảnh rỗi của chúng vào cuối tuần ha, tức là đi đến lớp và học nấu ăn. Explain why parents want to learn more about cooking. Sai, ở đây là trẻ em học nấu ăn chứ không phải là parents. Ok, câu 22. What can a reader find out from the test, là người đọc biết gì về cái bài đọc này. Which dishes children refer to cook on the course, là những cái món ăn nào mà sinh viên thích nấu trong cái khóa học. Thì cái này không có nói hết các bạn, nói chung chung thôi, không có cụ thể là món ăn nào cả. Why the class are so successful, tại sao lớp học thì thành công. Cái ý này có thể là đúng ha, mình để đó đi. How much one lesson cost? Ok, cái lớp học này là mỗi một cái bài học chứ là giá bao nhiêu. Thì cái ý này nó bị sai một cái khóa học. Nếu mà bạn không hiểu thì bạn sẽ dễ chọn cái này lắm nha. One lesson ở đây không có nói, người ta chỉ có nói cái ý ở trên này là for the cost thì là parent phải trả là 280 pound, nhưng mà một bài học giá bao nhiêu thì không có. When the next class begin, thông tin này không có đưa ra trong bài. Như vậy sau khi mình loại trừ ba cái sai thì nó còn lại cái ý B là why the classes are so successful, là đúng ha, tại sao mà những cái lớp học này thì lại thành công. Ok, rồi mình qua câu 23. Why did Flora join the course, tại sao Flora lại tham dự cái khóa học. Nếu mà bạn nhớ nhân vật Flora là cái nhân vật 12 tuổi ngay đây nè các bạn, thấy không, 12 ha, cô ấy gặp vấn đề về hành nè. Rồi vậy thì tại sao đây, her friend persuade her to do it, không có cái ý này, không có nói trong bài. She wanted to learn to cook a big meal, cô ấy muốn học nấu một cái bữa ăn lớn, không phải cô ấy đã từng nấu ăn cho 10 người bạn rồi. She felt bored at weekend with nothing to do. Cái này là cô ta còn thích ở nhà nữa và không làm gì vào cuối tuần luôn. Ý này bị sai. Her mother wanted her to develop an interest. Ý này đúng rồi. À, mẹ thuyết phục là thay vì con ở nhà không làm gì thì thôi con thực hiện một cái sở thích gì đó đi. À, nó nằm ở ngay cái khúc này nè. Các bạn đọc lại cái chỗ này bạn sẽ thấy nè. Then mom suggested I take up a hobby instead of doing nothing at weekend. Ok, rồi tiếp tục. Câu 24. What do Philip say about his young student? Là Philip là giáo viên á ha, nói gì về những cái học sinh viên trẻ của họ, sinh viên mình từ 10 đến 15 tuổi ha. They will be confident about cooking in the future. Đúng rồi, bọn họ sẽ rất là tự tin về cái việc nấu ăn trong tương lai. Là nếu mà cha mẹ mà cho quan tâm đến con cái nấu ăn khi còn trẻ thì lớn lên chúng có thể nấu, tự nấu ăn cho bản thân. They have good memory but don't always listen. Cái ý don't always listen này không có nói. Good memory có nói nhưng mà don't always listen không có nói trong bài. They keep the kitchen cleaner than adults too. Ý này bị sai. Khi mà nó vô bếp thì nó làm sao? Nó làm cho cái bếp nó bề bộn hơn nữa. They teach their parents what they have learned in class. Cái ý này là cũng không có nói trong bài. Teach their parents không có nói, chỉ còn ý A thôi. Rồi tiếp tục mình sẽ coi xem là what would one of Philip's students say to a friend, là cái sinh viên của Philip sẽ nói gì đến người bạn. We made onion soup yesterday. The cost is great, although there are 30 people in my class. Có biết bao nhiêu người trong lớp không các bạn? Không biết ha.
Mình chỉ biết có một cái danh sách là 30 người. Và 30 người này là chờ đợi đăng ký để học đây nè. There is a waiting list of 30 children who want to do the course. Chứ trong lớp bao nhiêu người thì không có nói. Người ta nói chỉ có small classes thôi. Vậy cái này bị sai. I go every Saturday and now I can cook as well as my mom. I'm 10 and I'm the oldest. I'm 10 đúng nhưng mà I'm the oldest là sai. Lớp này lớn nhất là tới 15 tuổi lận. Và hiện ở trên có một cái bạn Flora nè, 12 tuổi nè các bạn ha. Flora is 12. Thì như vậy 10 tuổi không phải là lớn nhất. It's great no one over 15 and the food look delicious. I just wish we could eat it together instead of taking it home. Sai. Cái này là có ngồi ăn à, đó là một trong những cái mà cái cậu Bill á, cậu thích. Đây nè, cậu Bill cậu nói nè, the teacher make us laugh ha. Class member Bill, teacher make us laugh especially when we sit down with them ha. Khi mà gì, tôi ngồi xuống với họ and share the food we made, chứ đâu có đem về nhà đâu. Vậy cái đó bị sai rồi ha. Ok, tiếp tục. Vậy còn lại câu D, đánh trước đi, chứ còn gì nữa. Ba cái kia bị sai rồi, vậy chỉ còn câu D bạn sẽ thấy nó không có cái nào sai hết. Thì nó là nó đó. Rồi. I were on my waiting list of ages. À, tôi thì đang ở trong cái danh sách for ages lâu rồi. Age là tuổi nhưng mà thí dụ long time no see thì I haven't seen you for ages là đã không gặp bạn lâu rồi ha. But now I'm on the course. Bây giờ thì tôi được ở trên khóa học rồi. Last week I cut up some onion. It was hard. Tuần rồi thì tôi cắt hành và nó thì hard, khó khăn. Cái ý này là mà không có sai gì so với cái câu nào trong bài nên mình chọn nó là ý D ha các bạn. Rồi ok, thầy đọc lại nguyên bài cho các bạn ha. Các bạn cố gắng về cũng tập đọc lại. Mình nói chung học ngôn ngữ là phải hàng ngày kiên nhẫn ha các bạn. Ok, little shout. For one group of children aged between 10 and 15, Saturday I spent learning the art of serious cooking. Their quickly lesson in small classes are so popular that there is a waiting list of 30 children who want to do the course. Parents pay £280 for the course where their children can have fun and learn how to make good food. Class member Bill, age 10, says, I love my mom cooking and now I can do it better than her. The teacher makes us laugh, especially when we sit down with them to share the food we made. Flora is 12. And she having problem preparing onion. I love cooking. I did a meal for 10 friends, which they really enjoyed. Then my mom suggested I take up a hobby instead of doing nothing at weekend. I was happy staying at home, so I wasn't too keen at first. I really glad I decided to come though. Their teacher Philip said, it's great fun. Children pay attention and remember things better than adults. Although the kitchen isn't always as tidy when they're cooking as adults, we always learning more about food. If parents interest their children in cooking while they are young, they have enough skill to make food for themselves when they leave home. Rồi xong ha. Rồi ok, tiếp tục mình qua part 5 ha. Học về San Francisco. Ok, mình chỉ khoanh A, B, C, D thôi. Chủ yếu là về giới từ ha các bạn. Thì cái dạng như thế này thì mình phải cứ làm dựa vào nghĩa. Tại vì ở trình độ PES thì một là các bạn dựa vào nghĩa, hai là mình gặp cái dạng đó rồi mình cứ quen. Nó giống như là một cái giới từ mà đi với động từ hình thành một cái nghĩa khác. Thì nó là dạng gì? Phrasal verb. Mình cứ vậy mình cứ học tới làm riết quen thôi các bạn ơi. Nói chung là học thuộc lòng. Chứ phân biệt ngữ pháp của cái này nó chưa có nhiều và chưa có quá phức tạp. Nhưng mà phải học ha, làm nhiều lên thì mới quen được. San Francisco like .. The coach of Northern California. San Francisco thì like này là động từ ha, là người ta nằm nè. Ví dụ người ta cho rồi nằm gì? Nằm trên cái coast là cái bờ biển của miền gì? Miền Bắc của Cali. Ok, vậy ngay chỗ này ví dụ mình cho chọn on, mình điền vô là on. Rồi tiếp tục ha. The earliest European to discover the .. were
led by a Spanish explorer named Gaspar de Portola. Cái người châu Âu đầu tiên ha. Ở đây là những người số nhiều ha các bạn, cho nên động từ đây người ta chia số nhiều nè. Những người châu Âu đầu tiên mà khám phá ra cái vùng đất này, cái khu vực này ha, thì ở đây bạn phải chọn nó là the area. Đây. Chứ còn nếu mà the part là phần thì mình cũng giống như mình làm ở trong một phần nhỏ thôi. À, mình mới đang làm phần part 5 của cái bài này nè. Nè, part 5 các bạn thấy không? À, còn về khu vực thì nó không phải là phần nhỏ, nhỏ lắm không được. Rồi về nghĩa mình sẽ chọn là area ha. Space là không gian, position là vị trí, thì nó cũng học về nghĩa vậy, chỉ còn là the area thôi. Thì mình chọn ha, the area, tức là cái người châu Âu đầu tiên hoặc là sớm nhất mà khám phá ra cái vùng này, thì được dẫn đầu bởi một cái nhà thám hiểm người Tây Ban Nha, Nemo Gaspar de Portola. Ở đây mình có cái tên thì nó sẽ là whose name, tên là Gaspar de Portola. He first saw it in 1769. Ông ấy lần đầu tiên nhìn thấy nó vào năm 1769. Surprisingly, San Francisco Bay is a wonderful natural harbor. It was discovered by land, then by sea. Thật là ngạc nhiên, thì cái vùng vịnh mà San Francisco này nè, thì là một cái cảng mà thiên nhiên rất là xinh đẹp ha. Là bến cảng là nước, nhưng mà nó lại được khám phá bởi land là đất liền, bởi đường bộ. Land là đất liền mà là còn by land thì là bằng đường bộ. By sea như vậy bằng đường biển, vậy mình sẽ nói là khám phá bằng đường bộ hơn là bằng đường biển. Mình thấy chữ đen biết rather rồi. Còn ở đây surprisingly, ở đây là San Francisco Bay, thì cái nghĩa cái này nè, nó sẽ trái, cho nên mình qua câu 28 này ha. Ở đây mình sẽ chọn là nếu thì không hợp nghĩa, unless trừ khi không hợp nghĩa, although thì ok, còn despite nó phải cộng với một cái now hoặc là compound now. Như vậy thì là gerund, mình sẽ chọn ngay chỗ này là although ha. Mặc dù thì nó mới hợp nghĩa. Mặc dù San Francisco, cái vịnh San Francisco thì là một cái cảng thiên nhiên xinh đẹp, nhưng mà nó lại được khám phá bằng đường bộ hơn là bằng đường biển. Ok, mình thấy chữ đen chọn rather than ha, hơn là. Rồi in 1849 people in San Francisco in their thousand to Figo. Năm 1849 thì người ta, ở đây mình có quá khứ ha, và bốn cái động từ này đều là ở quá khứ hết, nhưng mà mình có cái giới từ in. Thì như vậy mình sẽ có là arrive in. Rather nãy mình chọn ngay đây rather rồi. Rồi tiếp tục, reach something, tức là thí dụ như một cái nơi nào đó, chứ không có giới từ. Arrive in là arrive in một cái quận, một cái đất nước, một cái lớn, và rồi arrive at là một cái địa điểm. Enter cái gì đó, approach cái gì đó, như vậy chỉ có arrive là hợp nghĩa với cái này thôi. Rồi ở đây mình có wonder là thắc mắc, hoping là hy vọng, considering là cân nhắc, và depend thì depending on là tùy thuộc vào. Vậy mình chọn là hoping ha. Ok. Năm 1849 thì người ta đến San Francisco, hàng ngàn người đó. In the thousand ở đây là hàng ngàn con người á các bạn. Cái cấu trúc này hay lắm, như vậy mai mốt các bạn học để viết ha. Thay vì nó hàng ngàn người đến San Francisco thì sẽ dùng là people arrive in San Francisco in their thousands hoping to find gold. Vậy thì lưu ý cấu trúc này để sử dụng trong văn viết ha, cấu trúc rất là hay. However, it was not the man looking for gold that got rich. Tuy nhiên, không phải những cái người mà tìm vàng thì mới giàu có. The richest people, ở đây mình có money, thì như vậy mình đi make money, earn money là kiếm tiền hoặc là làm ra tiền. Ở đây có earn không? Không có thì mình sẽ là made money. Ok, rồi chọn made ha. Rồi known là được biết đến. Chút xíu mình tới. Cái người giàu nhất mà làm ra tiền thì từ cái việc mà sở hữu ngân hàng hoặc là những công ty luật, hoặc là họ xây dựng những cái căn nhà bự ở trên cái họ ngọn, và họ xây dựng những cái nhà bự cho họ ở trên những cái ngọn đồi ha. This word as Nob Hill, nó được biết đến như là cái đồi Nob Hill, là cái đồi Nob nổi tiếng, là giống như khu mà dành cho nhà giàu vậy đó. Giống như ở Việt Nam mình mà ở Sài Gòn mình nói hồi xưa là Phú Mỹ Hưng chẳng hạn, thì khu dành cho nhà giàu. Thì cái khu này nè, cái những cái đồi này được biết đến như là đồi Nob.
Nowadays, tourists are to San Francisco because there they can see famous places like Chinatown and the Golden Gate Bridge. Ngày nay thì du khách A to, ở đây mình có A gì? Thu hút ha, bị thu hút bởi nè. À, hồi nãy có một cái là gì đấy, interested thì interested in, attract to còn please cũng in, excite cũng in luôn, vậy chỉ còn attract to thôi các bạn, mình chọn attract ha. Rồi tiếp tục nhảy qua nhảy lại, các bạn sẽ hơi khó nhìn tí xíu, thầy chiếu ngừng lại cho các bạn một lần. Ngày nay thì du khách thu hút đến San Francisco bởi vì họ có thể thấy những cái nơi nổi tiếng như là phố Tàu hoặc là cầu cổng vàng. Many even chấm chấm chấm, ở đây mình có short boat trip, vậy thì take, ok, chọn take. Short boat trip to island of Alcatraz, đến cái hòn đảo Alcatraz để xem những cái nhà tù mà trước đây là cái đảo này nè, là nhà tù ha, tiền thân là cái nhà tù. Rồi ok, qua bên đây nè, là cái cụ cuối cùng của mình là take ha. Rồi các bạn có thể kịp, không kịp thì các bạn sẽ chọn 26A, 27B, 28C, 29D, 30B, 31B, 32C, 33D, 34B và 35A. Rồi thầy đọc lại một lần cho các bạn ha. San Francisco, học về lịch sử, địa lý gì đó. San Francisco lies on the coast of Northern California. The earliest Europeans to discover the area were led by a Spanish explorer whose name was Caspar de Portola. He first saw it in 1769. Surprisingly, although San Francisco Bay is a wonderful natural harbor, it was discovered by land rather than by sea. In 1849, people arrived in San Francisco in their thousands, hoping to find gold. However, it was not the man looking for the gold that not got rich. The richest people made their money from owning banks and law firms, and they built themselves large houses on one of the hills. This was known as North Hill. Nowadays, tourists are attracted to San Francisco because there they can see famous places like Chinatown and the Golden Gate Bridge. Many even take the short boat trip to the island of Alcatraz to see the former prison. Rồi xong ha. Rồi vậy là mình xong cái phần test for của cái cuốn PET file ha các bạn. Rồi cũng là xong cuốn PET file luôn. Phần đọc hiểu ha.